Đừng buồn em hỡi, khi lỡ chót trao ai rồi. Bận lòng chi nữa. Rất vui được gặp lại mọi người nha. Hôm nay thì Ngọt Gan sẽ hướng dẫn cho mọi người đàn intro của bài hát Một Thời Đã Xa, sáng tác của nhạc sĩ Trường Huy. Và hôm nay thì sẽ hướng dẫn cho mọi người là phần intro, sau đó mọi người có thể theo dõi những cái phần đệm lót nè, đệm điệp khúc gian tấu và kết thúc ở phần bên dưới video luôn nha. Thiện có để link luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi với phần intro. Bài này là nam là hát trên giọng là La Thăng Thứ, còn nữ là hát trên giọng Pha Thứ. Chúng ta có thể đánh là La Thăng Thứ là Transport La Thứ cộng 1, còn nữ mà hát Pha Thứ là chúng ta sẽ đánh là La Thứ Transport trừ 4 nha. Rồi, chúng ta sẽ chơi những ai mà cài sampler của Thiện Ngọc Gan rồi đó. Chúng ta sẽ cài đặt, chúng ta sẽ lấy điệu slow bop trong cái nhóm slow bop và nhóm ballad của Thiện. Và chúng ta sẽ sử dụng băng tiếng là băng ballad nhạc nhẹ nha, 01 trên bộ sampler của Thiện Ngọc Gan. Đó. Đó. Đó, là chúng ta chơi những cái băng tiếng này string. Rồi, bây giờ còn những ai mà chưa cài sampler của Thiện Ngọc Gan thì chúng ta có thể lấy những cái style có sẵn trong đàn chúng ta đàn cũng được, cũng không sao hết nha. Ok, bây giờ thì sẽ bắt đầu hướng dẫn cho mọi người cái phần intro. Chúng ta sẽ lấy tiếng guitar lead. Rồi, tiếng guitar lead đây. Mọi người đánh nè. Thiện để trên trong La Thứ luôn nha mọi người. Này, câu thứ nhất nè, nó sẽ có cái nhịp lấy đà là chúng ta sẽ quýnh 3 nốt. Đây, Thiện đánh chậm cho mọi người nè. Đó, đó. À, chúng ta sẽ thấy nè, mì la si đố thì chúng ta mới rớt cái hợp âm La Thứ luôn nha. Chúng ta để cái nút sing star sẵn sàng nè. Đó, mì la si đố chúng ta mới rớt nhạc. Thiện đánh chậm nè. Thiện vừa đọc đánh nha. Mì la si đố, si đố, si đố. Mì mì pha rê đồ rê. Đó, đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, chúng ta sẽ đánh coi nè. Rồi, câu thứ hai thì sẽ đọc chậm câu này. Rê si đô rê đô rê đô rê. Son son pha mi mi rê mi. Rồi chúng ta sẽ qua câu số 3 nha. Rồi qua câu số 3 thì đọc chậm nè. La re mi fa mi re do re son do re mi re do si do. Mọi người nhớ là si dán nha, si do là si dán nha. Rồi câu số 4 nè. Câu số 4 nè. Mi si do re do si la đô. Cái chỗ đố này là chúng ta sẽ bỏ hợp âm pha thăng đêm nha, là pha thăng la đô nha. Đó là pha thăng đêm. Rồi câu cuối cùng nè. Rồi câu cuối cùng thì sẽ đọc nè. Si pha thăng la đô đô si la si. Đó, như vậy là Thiện đã hướng dẫn xong cho mọi người cái phần tay phải rồi nha. Mọi người lưu ý là kể từ cái khuôn nhạc số 2 á, câu số 3 á, là chúng ta sẽ trộn cái tiếng string rồi nè. Đó, mọi người lưu ý tội trộn tiếng string này. Thiện có một clip hướng dẫn là trộn tiếng SS700, SS900 trên dòng đàn organ. Thiện có hướng dẫn cho mọi người trộn tiếng cho nó hay. Ví dụ như đoạn đầu là chúng ta đánh nó không có tiếng bè. Đây. Đó, chúng ta trộn tiếng string vô nghe rất là hay. Đó, bây giờ Thiện sẽ đánh chậm cho mọi người nghe nha. Thiện đánh là tempo là 50 thôi. Đó, đánh tempo 50. Bây giờ Thiện sẽ đánh chậm cho mọi người nghe lại cái intro nè. Rồi chúng ta trộn tiếng string chưa?
buồn em hỡi. Đó là Thiện đã hướng dẫn đánh chậm cho mọi người rồi nha. Ok, như vậy là Thiện đã hướng dẫn xong intro và phần tiếp theo Thiện sẽ bắt đầu hướng dẫn cho mọi người phần đệm lót. Mọi người lưu ý là cái video này nó nằm trong cái giáo trình dạy đệm hát của Thiện Organ. Mọi người có nhu cầu đăng ký thì liên hệ số điện thoại bên dưới để chúng ta học được nhiều bài hát hơn nha và học được nhiều điệu hơn nha mọi người. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu qua phần đệm lót. Được gặp lại mọi người, hôm nay thì Organ làm clip này để chia sẻ cho mọi người một cái nội dung, đó là có các bạn trên YouTube hỏi là muốn tham khảo và muốn đăng ký cái giáo trình học đàn Organ online do chính Thiện soạn, thì Thiện cũng đã tư vấn cho mọi người, nhưng mà mọi người muốn biết thêm là trong cái giáo trình gồm có những cái gì và cụ thể ra sao và chi tiết ra sao, thì clip hôm nay thì sẽ quay trực tiếp trên cuốn sách này luôn. Và có cái gì trong cuốn sách thì sẽ quay cho mọi người luôn. Và trước khi quay cho mọi người xem cuốn sách này gồm có cái gì bên trong trong cái giáo trình học đàn organ online này, thì Thiện chia sẻ với mọi người này. Thiện là cái người soạn ra cái bộ sách và bộ video giáo trình dạy đàn organ online này, gồm sách đó, gồm sách và video nha mọi người, gồm sách và video giảng dạy trực tiếp trên máy tính hoặc là chúng ta có thể xem trên điện thoại. Gồm sách và video chúng ta học rất là tiện lợi và rất là thực tế luôn. Thiện đánh cái gì trên bàn phím là mọi người đánh y chang cái đó. Và đa số mọi người học trên YouTube á, mọi người sẽ học rất là lan man và rất là nhiều thứ rất là rối, thì Thiện làm ra cái khóa học này mục đích là Thiện chia sẻ cho mọi người cái quan trọng nhất để chúng ta học đàn tiến bộ, đó là cái lộ trình. Chúng ta phải học bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5, bài 6, bài 7, bài 8, bài 9, bài 10. Thì nó phải có tuần tự từ dễ đến khó thì chúng ta mới tiến bộ được. Thì trong cái quá trình học đàn online thì vẫn sẽ hỗ trợ cho mọi người qua Zalo. Nếu mọi người không biết cái gì thì ghi âm qua Zalo hoặc là quay phim qua Zalo. Rồi, như vậy là Thiện đã hướng dẫn cho mọi người cái phần intro của bài Một Thời Đã Xa rồi nha. Bây giờ Thiện sẽ bắt đầu hướng dẫn cho mọi người đệm hát đoạn số 1 và đoạn số 2. Trước khi hướng dẫn vào đệm thì Thiện sẽ đệm mẫu cho mọi người, sau đó Thiện sẽ hướng dẫn nha. Mọi người nghe Thiện đệm đoạn 1 nè. Đừng buồn anh hỡi, khi lỡ chót yêu em rồi. Bận lòng chi nữa, hỡi anh xin hãy quên em đi. Giây phút bên nhau, anh sẽ quên mau. Chỉ có em thôi, giữ mãi bóng hình em. Đời ai cũng có, đó là cái đoạn số 1. Bây giờ Thiện sẽ hướng dẫn cho mọi người đệm đoạn số 1. Thì bài Một Thời Đã Xa này chúng ta sẽ chơi trên điệu slow bop hoặc là điệu 16 bit hoặc điệu ballad cũng được nha. Và những ai mà cài bộ sampler của Thiện á, thì mọi người sẽ lấy điệu slow bop band và băng tiếng nhạc nhẹ trong cái bộ sampler của Thiện đây. Đó. Còn những ai mà chưa có cài sampler của Thiện á, thì mọi người dữ liệu style voice thì mọi người có thể sử dụng những dữ liệu có sẵn trong đàn của mọi người cũng được. Mọi người sử dụng tiếng kèn, tiếng string, tiếng guitar, tiếng piano. Đó. Và bài này là chúng ta sẽ quýnh là nam là la thăng thứ, nữ là pha thứ nha. Rồi bây giờ Thiện sẽ quýnh là tempo là 65. Bây giờ Thiện sẽ hướng dẫn cho mọi người đệm nè. Đoạn 1 á, đa số các bài ballad thì Thiện trong cái giáo trình dạy đàn organ online của Thiện á, Thiện sẽ hướng dẫn cho mọi người, đó là cái phần mà dập piano trước. Nó có rất là nhiều kiểu đệm, nhưng mà chúng ta học một cái mô típ cho nó quen đi. Chúng ta mới học thì chúng ta học cho nó quen. Bây giờ Thiện sẽ hướng dẫn cho mọi người dập piano nè. Đừng buồn em hỡi, khi lỡ nói yêu em rồi. Đó, rồi có nghĩa là chúng ta dập vào âm. Đừng buồn anh hỡi là pha trưởng nè. Đừng buồn anh pha trưởng là phà la đố nè. Đó, pha khi lỡ là son trưởng là son si rế. Khi lỡ nói yêu em rồi là đô trưởng là mì son đố. Đó, chúng ta là học được ba hợp âm là pha son đô rồi nha. Pha nè, son si rế, đô trưởng là mì son đố. À, làm lại nè. Đừng buồn anh phá khi son đô. Rồi học thêm một hợp thứ tư là hợp âm la thứ, là chúng ta sẽ quýnh là đô mí. Đó, bốn hợp âm nha. Khi nó yêu em rồi, la thứ là đô mí. Rồi bần lòng chín phá, hơi son xin hãy quên em đô. Đó, chúng ta học thêm một hợp âm ngay chỗ quên em đi là hợp âm la 7, là chúng ta quýnh là sòn la đô thăng mi. Đó, la 7 là nó hút sang rê thứ nha. Em đi giây phút bên nhau, rê thứ là chúng ta sẽ quýnh cái nốt là rê phá. Giây phút bên nhau, son trưởng, anh sẽ quên mau, la thứ.
chỉ có em thôi. Dự mai mãi là hợp âm là si, thứ bảy giáng năm là chúng ta sẽ quấn là pha la si đế. Dự mai bồng hình xưa là mi bảy là chúng ta sẽ quấn là mi so thăng si. Đó, chúng ta dập hợp âm thôi nha mọi người. Chúng ta có những la thứ thì nếu mà ai mà muốn dễ thì chúng ta có thể dập chỗ này mì la đố cũng được. Nói chung là chúng ta dập làm sao mà cái tay chúng ta di chuyển linh hoạt và nó đừng có rời xa quá. Bây giờ thì sẽ đánh chậm lại đoạn 1 cho mọi người nghe nè. Thì mở nhạc lên thì đánh cho mọi người nghe nha. Dập piano thôi, quấn tempo 50 thôi. Đừng buồn em hỡi, khi lỡ nói yêu em rồi. La thứ quấn chỗ này cũng được. Bằng lòng chi nữa, hỡi anh xin hãy quên em đi. Dập la 7. Giây phút bên nhau, anh sẽ quên mau. La thứ. Chỉ có em thôi, dự mai bóng hình xưa. Rồi chúng ta bấm phiêu bê. Đời ai cũng có. Như vậy là Thiện đã hướng dẫn xong cho mọi người cái phần đệm của đoạn 1. Bây giờ chúng ta sẽ qua hướng dẫn đệm của đoạn 2. Chúng ta sẽ lấy tiếng guitar, tiếng guitar ni lông trong bộ sâm lơ của Thiện Organ. Còn những ai mà không có tiếng guitar ni lông thì chúng ta có thể lấy trong cái nhóm guitar trong đàn cũng được. Guitar classic, guitar thùng. Ok. Bây giờ Thiện sẽ đàn mẫu ở đoạn số 2 nha. Đàn mẫu cho mọi người nghe nè. Đời ai cũng có giây phút chót yêu dài khờ, và em đã biết, biết em sẽ chẳng yêu anh đâu. Em sẽ không quên giây phút bên nhau. Em đã trao anh, trao anh nụ hôn ấy. Future. Và anh biết anh quên hết. Đó, rất là đơn giản luôn. Đoạn 2 thì chúng ta sẽ không có dập piano nữa mà chúng ta sẽ đệm bằng tiếng guitar thùng. Còn những ai mà không có tiếng guitar thùng thì chúng ta có thể đệm bằng tiếng kèn đó, hoặc là đệm bằng tiếng chuông đó. Rồi thì sẽ hướng dẫn cho mọi người nè. Đời ai cũng có giây phút chót yêu dài khờ, lá son pha mì rê đồ xì đồ. Đó, chúng ta sẽ lót một cái câu từ cái ô nhịp này nó dẫn sang ô nhịp khác luôn. Chót yêu dại khờ, lá son pha mì, rê đồ gì đồ là nó rớt sang chữ beat luôn á. Chót yêu dại khờ, và em đã biết. Đó, mọi người vừa hát vừa đàn rất là khó nha. Cho nên là mọi người tập trung một là đàn, hai là lót thôi. Đó, và em đã biết, biết anh sẽ chẳng yêu em đâu. Em sẽ quên đâu. Rồi, câu số 2 nè. Biết anh sẽ chẳng yêu em đâu. Đố si la son, mì son pha. Đó. Rồi, chúng ta sang em sẽ không quên giây phút bên nhau là chúng ta lấy tiếng string chúng ta đè nhẹ nhẹ thôi. Nếu quên nhau, em đã trao anh là đè nốt re. Trao anh là đè nốt la. Nụ hôn ấy là để nó xí. Sau đó chúng ta sẽ bấm phiêu xe để chúng ta qua điệp khúc. Đó, la si đô là qua cái điệp khúc rất là đơn giản luôn. Như vậy là Thiện đã hướng dẫn xong cho mọi người đệm hát được đoạn số 1 và đoạn số 2 rồi. Trong cái giáo trình dạy đệm của Thiện Ngọc Gan, bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần hướng dẫn đệm điệp khúc của bài Một Thời Đã Xa nha. Ok. Bây giờ thì sẽ hướng dẫn cho mọi người đệm đoạn điệp khúc nha. Điệp khúc thì chúng ta sẽ sử dụng phiêu xê và chúng ta sẽ sử dụng bằng tiếng string, nhạc tiếng đàn dây á, để chúng ta đè đệm. Đó. Và mọi người, những ai mà biết nốt nhạc thì có thể nhìn trên cái xích nhạc bên dưới trong cái giáo trình dạy đệm của Thiện Organ. Còn những ai mà không biết xích nhạc thì chúng ta có thể là nhìn Thiện phiên âm nốt. Ok. Đó, chúng ta sẽ đè những cái nốt chính thôi. Và anh biết là đè nốt đố này. Và anh biết là đố nha. Để Thiện chỉnh cái tiếng cho nó nhỏ nhỏ vừa. Và anh đôi biết là đố, anh sẽ quên hết những bài tình ca pha hết gì tặng em. Rồi chúng ta dẫn qua. Và anh la si, và anh biết nè, la si trái tim anh có hình bóng ai kia mi pha son pha mi. Và anh sẽ đố, không trách anh nữa,
chẳng trách anh đâu rê. Khi đô ta đến bên nhau xây tình gian dối mấy. Đó, chúng ta để string ra rất là đơn giản. Đó, và anh biết anh sẽ quên hết những bài tình ca pha viết riêng tặng em. Và anh biết xây trái tim anh có hình bóng ai kia. Mây đâu chỉ riêng em. Mây tiếp. Và anh sẽ đố không trách anh nữa. Chẳng trách anh đâu rê. Khi là đồ ta đến bên nhau xây tình yêu dối lừa. Đó, cái điệp khúc rất là đơn giản, chúng ta chỉ đè vào những cái phách mạnh, những cái nốt chính thôi nha mọi người. Ngoài ra thì chúng ta có thể dẫn những cái tiếng string. Giờ như vậy là Thiện đã nói xong phần cơ bản, còn cái phần nâng cao bây giờ Thiện nói thêm cho những anh chị nào mà muốn học nâng cao thêm cái phần string thì chúng ta có thể đệm phía sau. Mọi người nghe thì đệm này gọi là đệm nâng cao, đệm string dẫn. Ví dụ nè: và anh biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Anh biết anh đã quên hết hình bóng kia đâu chỉ riêng em. Và anh biết anh sẽ quên trêu. Khi ta đến bên nhau tình gian dối. Đó, nhờ mọi người khi mà thấy cái phần đệm string nâng cao này, có nghĩa là từ nốt này, từ nốt A sang nốt B nó có một những cái nốt dẫn sang, ví dụ như và anh biết anh sẽ hết những bài tình ca là từ đố sang pha, thì thay vì chúng ta đè im nốt đố, đè im nốt pha thì chúng ta sẽ tìm những cái nhóm nốt để chúng ta dẫn từ nốt đố sang nốt pha. Là ví dụ như biết anh sẽ quên hết những bài tình ca đó, chúng ta có thể chế thêm một vài nốt thêm là son pha mi pha. Đó, từ nhà bạn đố sang nhà bạn pha chơi thì kiếm thêm vài bạn nhỏ nữa đi theo chơi, sau đó mới qua nhà bạn pha. Như vậy thì nó sẽ hay hơn rất nhiều. Đó là cái kinh nghiệm của Thiện, Thiện chia sẻ cho những cô chú bác anh chị muốn học nâng cao trong clip này. Đó, ngoài ra thì chúng ta còn một kiểu nâng cao nữa thì chia sẻ luôn cho mọi người muốn học nâng cao cũng dễ. Còn những ai mà học cơ bản mà mới biết chơi đàn thì bỏ qua phần này. Ví dụ này: và anh biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Nước khi anh đã quên hết hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em. Có nghĩa là chúng ta vừa đệm tiếng string là chính, nhưng mà sau đó chúng ta lấy tiếng kèn saxophone, chúng ta lót lại thêm một vài câu mà nó ngăn dài ra đó mọi người, cho nó phong phú cái cách đệm của chúng ta. Đó, như vậy là Thiện đã hướng dẫn xong cho mọi người phần điệp khúc. Bây giờ tiếp theo thì sẽ hướng dẫn cho mọi người phần gian tấu của bài Một Thời Đã Xa nha. Rồi bây giờ thì sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách để dạo giữa bài Một Thời Đã Xa. Đấy, giờ ta sẽ đánh nè: chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau, tình yêu dối lừa. Đó có nghĩa là khi mà chúng ta gian tấu bài Một Thời Đã Xa là chúng ta đánh lại cái intro cho nó giống đĩa. Đó là cách thứ nhất, là chúng ta đánh lại y chang đĩa luôn. Cách thứ hai thì mọi người có thể bê nguyên cái đoạn điệp khúc để mọi người gian tấu cũng được. Ví dụ nè, bê nguyên cái đoạn điệp khúc nè: và anh biết anh sẽ quên hết. Ai cũng có. Đó, mọi người có thể bê nguyên cái đoạn điệp khúc, sau đó mọi người về lại cái đoạn số 2. Đó là cái cách dạo số 2. Cách số 3 là chúng ta sẽ sử dụng vòng hợp âm, vòng hợp âm gian tấu, và Thiện sẽ hướng dẫn cho mọi người riêng. Mọi người có thể tham khảo trong cái giáo trình dạy đệm organ online của Thiện, có một cái vòng hợp âm để chúng ta feel, gọi là feel theo cái vòng hợp âm để chúng ta gian tấu, thì cái cách này nó rất là sáng tạo nha. Ví dụ là với biết chẳng trách đâu khi tiến với nhau tình yêu dối lừa.
ai cũng có đó. Mọi người có thấy là cách văn tấu này nó rất là feel và rất là hay, rất là sáng tạo, thì chúng ta có thể áp dụng cái cách văn tấu này bằng cách là chúng ta xem cái video hướng dẫn là văn tấu Vitalik điệu ballad của Thiện Gan là có luôn. Ok, như vậy là Thiện đã hướng dẫn nói sơ qua ba kiểu văn tấu của bài Một Thời Đã Xa. Bây giờ thì sẽ hướng dẫn cho mọi người đó là phần kết thúc của bài Một Thời Đã Xa nha. Thì mọi người trước khi cái phần kết thúc á, nó sẽ có một cái gọi là cái đoạn nhẹ nha mọi người, ballad thường nó. Rồi, bây giờ thì sẽ hướng dẫn cho mọi người phần kết thúc của bài Một Thời Đã Xa. Thì một bài ballad á, trước khi nó kết thúc nó sẽ có một cái đánh lại cái điệp khúc lần số 3 nữa, đó là một đoạn nhẹ, đoạn mạnh rồi sau đó mới hết. Bây giờ thì sẽ đánh mẫu cho mọi người nghe thử nha. Đây, chẳng trách anh đâu khi ta đến bên nhau tình yêu dối lừa. Rồi chúng ta phiêu lại phiêu A và lấy tiếng piano. Và anh biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và anh biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em. Và anh sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu khi ta đến bên nhau tình gian dối. Rồi phiêu D luôn nha mọi người, phiêu D luôn đó. Và anh đi anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và anh biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em. Và anh sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu khi ta đến bên nhau tình yêu dối lừa. Khi ta đến bên nhau tình yêu dối lừa. Đó, như vậy là Thiện vừa mới đàn mẫu cho mọi người cách để kết thúc của một cái đoạn điệp khúc. Thì nó sẽ có một cái đoạn nhẹ, mọi người lưu ý là bài ballad nào cũng vậy đó, nó sẽ hát lại điệp khúc lần nữa, sau đó nó sẽ hát nhẹ và chúng ta sẽ phiêu A, chúng ta dập piano thôi. Và anh biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Mọi người nhớ cái cách dập piano nào thì cái đoạn số 1 thì đã hướng dẫn cho mọi người rồi đó. Sau đó hát lại lần điệp khúc lần nữa rồi chúng ta sẽ phiêu D và chúng ta lấy tiếng guitar. Và chúng ta đè tiếng guitar đệm này nó tăng cái sự cao trào, tăng cái sự sôi nổi và cái tăng cái sự bồng cháy của cái đoạn nhạc lên. Và chúng ta gọi là đè guitar quãng 4 nè. Ví dụ la thứ là chúng ta sẽ quýnh mì la nè. Rê thứ chúng ta sẽ quýnh là rê nè. Mi 7 chúng ta sẽ quýnh là xì mi nè. Đô trưởng chúng ta sẽ đánh là sòn đô nè. Pha trưởng là đồ pha nè. Son trưởng là rê son. Đó, mọi người cứ lấy cái nốt góc tính xuống 4 nốt, la. Đó, lấy cái nốt góc tính xuống 4 nốt. Đó là nó ra cái nốt cho mọi người đánh liền. Ví dụ như, và anh biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và anh xón trái tim anh có hình bóng idol đâu chỉ riêng mình. Và anh la không trách anh nữa, chẳng trách anh rê khi ta đến bên mình tình yêu dối là. Đó, tay phải mọi người sẽ tắt nhạc, mọi người tập trước, sau đó rồi mọi người mới ghép vô nhạc. Rồi bây giờ thì sẽ hướng dẫn cho mọi người câu rải cuối nè. Nè. Khi ta đến bên nhau đó, chúng ta sẽ rải là mì son thăng si rế. Đó, mì son thăng si rế. Rồi lên tiếp mì son thăng si rê mí. Đó, chúng ta rải ra tình yêu dối lừa. Đó, chúng ta có thể lót một câu rất là đơn giản để chúng ta hết là la si đô la. Còn hậu là chúng ta sẽ quýnh lại cái câu à. Đô si la là hết luôn. Đó, ngoài cái câu rải piano này thì sẽ chia sẻ cho những anh chị em mà muốn đánh cái câu nâng cao hơn thì chúng ta có thể đánh cái câu này. Tiến đến bên nhau
đó, khi đến bên nhau đó, chúng ta sẽ chạy cơ à. Đây thì suy nghĩ một cái câu cho nó dài dài cho mọi người vậy đó. Nào chúng ta ví dụ ngoài ra cái câu chạy đơn giản thì chúng ta có thể chạy câu năng cao fa mi re mi fa đó, rồi sol la si à, chúng ta lặp lại à. Sol la si mi sol la si re mi đó, nó có thể nhiều hơn và chúng ta sẽ lướt nó sẽ hay hơn. Có rất là nhiều câu rải nhưng mà trong bài hôm nay thì sẽ chia sẻ cho mọi người hai câu rải cơ bản đó thôi. Rồi, như vậy là thì đã hướng dẫn xong hết cho mọi người đệm hát bài Một Thời Đã Xa. Mọi người có yêu cầu bài gì có thể comment bên dưới và mọi người có đăng ký giáo trình dạy đàn organ online do chính Thiện soạn thì liên hệ qua số điện thoại. Và mọi người lưu ý là những cái video mà mọi người học đó, là nó sẽ học kèm với bộ sách của giáo trình dạy đàn organ online của Thiện nha. Xin chào mọi người, chúc mọi người vui vẻ nha.